Trước đó, trong ngày 9 tháng 10, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn công tác đến thăm làm việc với một số tập đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang để kêu gọi đầu tư vào tỉnh Sóc Trăng và vận động tài trợ lễ hội Hòn Bóc Đuôi Gai Ngò Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và tuần văn hóa thể thao và du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024. Đoàn công tác đã đến làm việc tại tập đoàn Bamboo Capital, Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn Công Thương và Trung Nam Group, thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Sao Mai, tỉnh An Giang. Tại mỗi nơi đến, đại diện đoàn đã thông tin về lễ hội và các hoạt động tuần văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Trần Văn Lâu đã nêu lên mục đích ý nghĩa về việc tổ chức lễ hội là nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Trong khuôn khổ của lễ hội, các hoạt động văn hóa thể thao được lồng ghép tổ chức nhằm đa dạng hóa các hoạt động kích cầu tiêu dùng, quảng bá thương hiệu và xúc tiến du lịch của tỉnh Sóc Trăng. Thì tỉnh ủy, ủy ban rất là quan tâm. Mình phải làm như thế nào thể hiện cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc cũng như các tôn giáo. Vì vậy mà cái lễ này là tỉnh ủy, ủy ban năm nào cũng phải tổ chức và cũng hết sức quan tâm, vì để cho bà con có cái điều kiện vui chơi, giải trí và tổ chức cái sự kiện là đua ghe ngò để duy trì được truyền thống, qua đó cũng thể hiện cái sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đoàn kết của các dân tộc, cho nên là hàng năm phải cố gắng làm, mặc dù khó khăn như thế nào đi chăng nữa cũng phải tổ chức. Đối với quy định pháp luật, kể cả lực ngân sách đó, thì các cái tổ chức lễ hội này thì không có sức ngân sách đặt, mà để cho bà con có cái lễ hội vui vẻ thì bây giờ phải bằng nguồn xã hội hóa. Nên tỉnh có xin, ủy ban có xin chủ trương của tỉnh ủy thành lập cái đoàn để đi vận động các doanh nghiệp, các ngân hàng, mạnh thường quân để hỗ trợ, để có cái điều kiện tổ chức cái lễ cho bà con. Song song đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mời gọi các nhà đầu tư, tập đoàn lớn đầu tư vào các dự án tại tỉnh. Ông cũng cho biết tỉnh cam kết công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch cùng chính sách thu hút đầu tư cởi mở, hấp dẫn để các nhà đầu tư thực hiện thành công, phát triển bền vững. Các tập đoàn và doanh nghiệp cảm ơn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã thông tin những tiềm năng lợi thế và mời gọi đầu tư, qua đó cho biết sẽ có những định hướng hợp tác đầu tư trong thời gian tới. Chứ bên em thì cũng sẵn sàng để đầu tư. Còn ngoài ra cái thi công cái đường cao tốc thì vừa rồi được tỉnh ủng hộ thì cũng đang làm đúng theo tiến độ. Rồi khu công nghiệp Đại Ngãi thì bên em cũng đồng hành cùng với tỉnh trong suốt thời gian qua. Mấy công việc thì mặc dù là cái mấy dự án thì giờ chỉ có hai cái là đang chạy thôi. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai thì em sẽ tham gia nhiều cái cơ hội hơn ở tỉnh mình. Chính sách của Trung Nam ấy, là nói gì nói, đi đâu cũng vậy thôi, xây trường học cho các cháu. Thì có lợi nhuận là đi xây cái đó thôi. Thì với cái chính sách, với cái quyết liệt của đảng và của chính phủ thì cũng đã mở trói lại cho doanh nghiệp. Và một số ngành nghề như là bất động sản thấy bắt đầu là có khởi sắc, các cái ngành năng lượng hay là các cái ngành dịch vụ thì khi nó trở lại một cái bình thường thì sẵn sàng đóng góp theo chiều sâu và chiều rộng này. Thì cam kết với anh Lâu là vẫn phải làm. Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã có buổi gặp gỡ và làm việc với tập đoàn Sao Mai, tỉnh An Giang. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những lĩnh vực mà tỉnh Sóc Trăng đang kêu gọi đầu tư như cảng biển, hạ tầng khu cụm công nghiệp, khu đô thị thương mại dịch vụ du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, chính sách ưu đãi quy hoạch và mời gọi đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi. Tập đoàn Sao Mai hiện là doanh nghiệp dẫn đầu trong top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam với nhiều lĩnh vực kinh doanh. Với tiềm lực kinh tế mạnh, tập đoàn đang tích cực mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động trên thị trường các tỉnh trong khu vực, trong đó có tỉnh Sóc Trăng. Sao Mai là một tập đoàn lớn, đang hoạt động đa ngành nghề, cũng sẽ là đóng góp một phần lớn để cùng với tỉnh chúng ta xây dựng kinh tế địa phương phát triển hùng mạnh. Thì Sao Mai có hoạt động thứ nhất là cái dịch vụ du lịch,
thứ hai là cái đầu tư bất động sản, thứ ba là đầu tư năng lượng sạch, rồi là nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. À, hiện tại là Sa Mai có một cái khu công nghiệp riêng ở bên Đồng Tháp. Nếu như là Sóc Trăng chúng ta có điều kiện thì cũng Sa Mai sẵn sàng đầu tư một khu công nghiệp để mà đầu tư cái khu chế xuất cho nó mạnh ở tỉnh của mình. Và nếu được như vậy chúng tôi sẽ cử đoàn chuyên gia để nghiên cứu sâu hơn để cùng với anh em lãnh đạo tỉnh để báo cáo chủ tịch về cái chiến lược. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, thông tin đến tập đoàn những lợi thế về giao thông, logistics phù hợp cho những lĩnh vực hoạt động của tập đoàn đang hoạt động, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn khi đến nghiên cứu đầu tư tại Sóc Trăng. Sang nhiệm kỳ 2025-30 thì các hạ tầng giao thông của tỉnh cơ bản hoàn thành. Đây là một cái điều kiện rất thuận lợi để các nhà đầu tư để nghiên cứu và đầu tư trên địa bàn của tỉnh. Đặc biệt thì cái cảng biển nước sâu của Trần Đề, và tỉnh cũng đang quy hoạch cái khu kinh tế biển Trần Đề, khu logistics 4.000 ha. Đây cũng là một cái điều kiện, là một cái cơ hội để cho đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng để phát triển kinh tế xã hội. Thì cũng tỉnh đã xác định tập đoàn Sa Mai là tập đoàn mạnh, có uy tín, có trách nhiệm với xã hội, cho nên tỉnh cầu rất mong muốn và cầu thị tập đoàn tiếp tục để nghiên cứu, để đầu tư trên địa bàn của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu gửi lời chúc tốt đẹp đến quý lãnh đạo và toàn thể nhân viên luôn vui tươi, hạnh phúc. Chúc các đơn vị đầu tư ngày càng phát triển.